Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ là bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, để video của mình đến tay mọi người nhanh hơn và cũng là động lực cho mình làm video sớm hơn. Và sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, Bộ Y tế ghi nhận Bến Tre thêm 58 ca mắc mới. Thì theo đó thì Bộ Bến Tre được xác nhận là 1.151 bệnh nhân được cấp mã số. Thì thông tin tiếp theo là hôm qua mình có nhắc đến 3 vaccine được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Thì mình không có nhắc đến vaccine Sinopharm. Thì cũng có nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi về vaccine Sinopharm. Thì vaccine Sinopharm là một loại vaccine của Trung Quốc được Tổ chức Y tế WHO cấp phép và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Thì hiện tại thì vaccine này đang đi kiểm định theo quy trình nên chưa có tiêm ra bên ngoài. Cho nên những thông tin nào các bạn xem trên mạng là đang tiêm vaccine Trung Quốc đều là thông tin sai sự thật. Thì việc kiểm tra chất lượng này, sau khi kiểm tra chất lượng thành công thì người dân sẽ được tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc theo một cách miễn phí và tự nguyện, và không hề có một cái bất kỳ thông tin nào gọi là ép người dân tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Cho nên mọi người phải an tâm và phải tỉnh táo trước bất kỳ thông tin nào đang lưu truyền trên Internet. Và thông tin tiếp theo cũng là một cái thông tin hình ảnh sai sự thật nữa, tức là một hình ảnh về anh shipper đang quỳ gối van xin một anh cảnh sát giao thông. Thì các bạn xem trên hình cũng thấy được rõ, thì hiện nay là mạng xã hội là sẽ lan truyền một hình ảnh cảnh sát giao thông đang xử lý một trường hợp shipper có dấu hiệu vi phạm. Thì hình ảnh thể hiện việc anh shipper quỳ gối van xin anh cảnh sát giao thông. Nhìn vào đây đã có rất nhiều người cảm thấy bức xúc, là dẫn dắt chửi bới anh cảnh sát giao thông là vô cảm và thiếu tình người, và được cho là chửi chính quyền quá quá đà, không thương tiếc luôn. Thì mình cũng cho các bạn xem rõ một cái video nữa để xác thực đây là hình ảnh được chỉnh sửa qua Photoshop. Sự thật đây là một cái sản phẩm lỗi luôn. Thì quá trình những kẻ chống phá hay câu view giật gân để chứng minh đây là một sản phẩm Photoshop, mọi người hãy xem dưới đây là một cái video hoặc là so sánh rõ hai hình, thì không hề có một cái hành động quỳ gối. Thì anh này là đã quỳ trước đó và hành động là xem điện thoại của mình, và sau đó anh cảnh sát giao thông đi lại thì được ghép lại là quỳ gối giáng sinh. Cho nên mọi người phải cẩn thận trước những thông tin đang lan truyền trên Internet làm ảnh hưởng xấu đến nhà nước. Và thông tin tiếp theo mà mình cũng không muốn nhắc đến vào buổi sáng, nhưng mà mình cũng phải cung cấp cho mọi người thôi, đó là thông tin về thông tin về ca tử vong số 18 tại Bến Tre. Thì đây là nữ sinh năm 1968, cư trú tại Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tử vong vào ngày 8 tháng 8 năm 2021. Thì chẩn đoán sau cùng là nhiễm trùng và bệnh tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường type 2, tổn thương thận cấp và rối loạn lipid máu và nhiễm SARS-CoV-2. Thì đây là ca tử vong số 18 được ghi nhận tại Bến Tre. Và thông tin cuối cùng cho buổi tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8. Thì theo đó, tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua, ngày 9 tháng 8 đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới. Thì theo đó là tại Châu Thành là 16 ca, đều liên quan đến ổ dịch thuộc công ty CB Đông Lạnh. Bình Đại là 2 ca ở ấp 1 và ấp 2 xã Bình Thắng. Thành Phú là 2 ca ở ấp An Điền, xã An Điền. Tất cả 20 ca đều được phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, Bến Tre có 1.200 ca mắc COVID-19 và là 18 ca tử vong. Thì Bến Tre tính đến nay ra viện là 359 ca. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.